gia nhập kênh này chưa? Dạ, lần đầu tiên. Rồi, thật ra cũng chia sẻ với anh chị như vậy, trong quá trình tìm kiếm những gương mặt nổi lên, những tài năng để tham dự chung cái game show Ơn Trời Cậu Đây Rồi, thì được đa số anh em, chị em ở Adico đề cử Hương và chúc Hương thật may mắn ở cái căn phòng tiếp theo. Và hy vọng sẽ đem lại rất là nhiều những tiếng cười cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho căn phòng số 2 với vị trưởng phòng hết sức bất ngờ. Trời đất thánh thần thiên địa hội ơi, con dâu tôi đây sao? Ủa cái gì vậy con? Trời ơi, con dâu tôi đây cái gì vậy? Quên đi thực tại. Là sao? Quên đi rồi. Anh là ai? Em không biết. Anh đi ra đi. Trời đất ơi, cái gì vậy con ơi? Đi ra. Ủa khoan khoan tí, nói nghe nè. Con có phải là bạn gái của con trai bác không? Dạ, chào bác. Trời anh ơi, nãy đục vô tường cái não nó bị đuổi ra. Nên con học ăn đó. Gì dạ. Đó hả? Rồi con lắc lắc vậy cái não con ổn định chưa? Dạ rồi, chắc giờ rồi vậy ha. Rồi vậy bây giờ là coi như là bác cháu mình sẵn sàng trò chuyện ha. Dạ. À, bác rất vui hôm nay là ngày đầu tiên con ra mắt bác. Bác cũng rất sẵn sàng. Nếu như mà đạt được những yêu cầu của bác sẽ rước con về làm dâu của bác. Dạ, bác ơi không được rồi. Là gì con? Là bác yêu cầu của bác hả bác? Bác lấy vợ cho con trai bác cơ mà, có lấy cho bác đâu. Thì đúng rồi, tất nhiên nhưng mà bác sẽ đưa ra những cái yêu cầu để chi là con phải là người phụ nữ như thế nào để mà con này phục vụ cho con trai bác chứ. Con trai bác phải cành vàng lá ngọc mà con. Không phục vụ đâu ạ. Là gì con? Vợ với chồng là phải bình đẳng. Thì đó. Lấy vợ cho con để mà về cùng với lại con của bác, chung tay xây đắp gia đình hạnh phúc đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì tại sao con lại đi phục vụ con của bác? Thì đó là gọi là phục vụ cho nhau. Tất nhiên là con phục vụ cho con trai bác, và con trai bác sẽ phục vụ lại cho con. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Ok. Dạ ok. Rồi, đầu tiên người ta thường hay nói cái gì? Nhất lén thì lùng, tam hô tứ xuống. Đó. Nhìn con như vậy có vẻ cao nè. Có hô không? Nghe ra bắt coi cái nè. Nghe ra bắt thôi, tao được. Con thấy nghe cái này cho mọi người coi nè. Một bắt già nè, bắt con thấy rõ con nè. Mọi người có hôn không mọi người? Người ta nói có hôn kìa. Có đi nhận răng không? Có đi chồng xứ không? Dạ không. Nói sao cười, một cái mặt tôi hài lắm hả? Dạ không, cái mặt bác vui, đâu có hài. Vui dễ thương. Ủa làm sao cái mặt tôi giống như nó nít vậy đó hả? Cô là con dâu tôi nha, nghĩ sao tôi nhìn vô mặt tôi rất tôi vui làm sao? Là vui vẻ đó bác, lúc nào mặt cũng bắt lên cái sự vui vẻ. Cái sự cái hào quang vậy đúng không? Nhìn cái hào quang chiếu của tôi giống như cực bạc. Không, hào quang là ở trên kia, mấy người trên kia. Thì bà biết như vậy đó. Dạ. Nhưng mà bác hiểu là được rồi. Bà cho bác hỏi là con làm nghề gì? Dạ, con là nhân viên. Nhân viên công ty gì con? Công ty Arico. Công ty về cái gì sản xuất gì? Của con là chuyên sản xuất các thiết bị lạnh. Ồ, lạnh chớ rồi. Con gái gì vậy? Ừ, mà bác có nghe con gái gì cô quá. Con phải tìm cái gì nó ướt cát con làm, con hiểu không? Ví dụ con bán bánh ướt là con được. Đúng không? Dạ cô ấy, con là bên lạnh công nghiệp mà đâu bán bánh khô đâu, bác nói khô khan. Con là bên khối lạnh công nghiệp. Cho nó ngủ. Tối nó ngủ. Đấy.
giờ ví dụ con phải hát cho nó nghe. Dạ rồi. Mà con không phải hát thường, con phải hát nhạc lô lô. Làm như là con nít vậy đó. Đúng rồi, đưa giờ con mới kêu lô lô. Con kêu lô lô nó mới chịu ngủ. Con kêu lô lô được không? Con trai bất lạ quá à, con có được quyền suy nghĩ lại không? Cái đó là quyền của con, thì con thôi à. Bây giờ con đến đây con phải đáp ứng được những cái thử thách của bác con mới được đi ra. Con không con đứng đây mãi mãi. Con đến với con trai bác là trái tim chân thành lắm. Đúng rồi, bác biết. Nhưng mà bây giờ tao không hát được con to. Làm sao chúng con đến được với nhau? Bác được đó chứ. Con trai bác là cành vàng lá ngọc mà con. Bác chỉ có mình nó à. Rồi có chuyện gì làm sao bác chết theo nó sao con? Nếu bây giờ nhà tao con hát được nhạc lô tô không? Hát thử đi. Bà con muốn nghe nhạc lô tô không mà? Hát đi con. Bác hỗ trợ cho. Rồi chưa? Trời ơi con mến bác quá à. Vậy chưa? Chuẩn bị cho bác bắt nhiệt nha. 1, 2, 3. Bà dậy sùm sùm vậy bà. Trời ơi bác đang cái gì bà đang bà hát. Ôi trời anh mê rồi em. Ủa sao vậy? Dạ ba anh đó anh. Ba anh đó anh. Ba anh đi dạ. Sao? Em mới thấy có người như vậy thôi. Ba anh rất là thiện em. Nhưng mà ủa em là ai? Anh không biết. Anh không biết em là ai. Rồi em đi ra thôi. Thôi em đi đâu em ra đây đứng đây. Nhà anh có hai đứa trai rồi. Em lộn anh với lại thằng em sinh đôi với của anh rồi. Ủa anh có em sinh đôi hả? Ủa em với thằng em anh là yêu nhau bao lâu mà không có nói với nhau rồi. Nó có một thằng anh với anh. Em yêu nhau bao lâu rồi? Dạ, yêu nhau bao lâu đâu cần phải nói là nhà có nhiều người, có bao nhiêu anh trai. Quan trọng với em, ba nghĩ coi hai thằng anh em giống nhau như hai giọt nước. Rồi lỡ đang ngủ trong phòng đúng vậy vô đó là một giấc mơ. Gọi em của anh ra đây, tại sao không nói với em chuyện này? Gọi anh của em ra đây. Ủa, hai đứa nó yêu nhau mà sao không biết nó đi công tác? Sao vậy? Vậy mà con nói con biết, con rất mật với con trai của bác. Bác, nãy giờ con đâu có nói là anh nó không đi công tác đâu nè. Con tới đi chơi, đúng không? Con không có nói câu nào là anh đi công tác. Con ba hôm bữa con có vô Facebook của ảnh, con thấy cái chuyện này rồi. Đó, nhưng mà thực ra mà em của con á, đó nó kín lắm. Mà cái chuyện này chị hay đi sàn, chị quẩy tưng bừng lắm. Ba coi sao ba được ba làm nha. Ba coi sao ba đồng ý được cái mối quan hệ này. Chứ con thấy á, làm điện lạnh mà tối đi nhảy như điện giật á. Trời ơi. Ba coi nha ba. Nhà ba coi nha. Nhà lúc nào cũng có đứa vậy á. Ba nghiêng, nhà lúc nào hai đứa. Cái anh bạn trai của con là con trai của bác mất hiền, dễ thương nhiều. Có thằng anh lực bang của họ. Ba chưa đỡ đi nữa hả? Bây giờ nè, nói vô đây. Em đâu phải bắt đâu. Bây giờ là anh nói với em là để em chứng tỏ. Bây giờ em nói là em hay đi ba đi quẩy hay là em làm điện lạnh điện giật gì đó không? Bây giờ em quẩy thử cho mọi người coi, nếu người thấy là em quẩy đạt yêu cầu, ba sẽ chấp nhận đưa con về làm con dâu nha. Rồi. Stop. Bao cái gì thì bao. Đó là cái ý của bác nói. Stop ban. Cô là người là con dâu của tôi nha. Con thấy có một đứa dâu con trai nào mà vô nhà ba làm như vậy luôn á. Bây giờ muốn còn cũng được, đây cái còn của em đây. Bây giờ sân khấu này là của con, một mình con quỷ đi con. 3, 2, 1, ấm nhạc.